Dạng 4 là câu mấy trong đề đây? Dạng 4 là câu 12, 13. Dạng 4B chứ. Câu 12, 13 và đề cao cấp thì các bạn sẽ thấy xuất hiện tương tự là câu số 32, 33, 34 thì cái năm câu này thì nó có một hình thức, đó là cái hình thức đọc đoạn văn rồi chọn nội dung có nội dung, chọn câu có nội dung giống ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Hãy đọc đoạn văn sau và chọn câu có nội dung giống nhau. Các bạn sẽ thả mới읽고 내용이 같은 것을 고르십시오. Các bạn theo dõi trang 187. 187 nhé. Bây giờ mình sẽ đọc qua nội dung này và các bạn sẽ, trước tiên mình đọc qua rồi các bạn chọn câu trả lời. Nếu mà chọn đúng thì mình đã hiểu được nội dung, còn nếu chọn sai thì cần phải xem lại. Sau khi các bạn chọn xong, Trang sẽ giải thích cái nội dung bên trên là có ý nghĩa như thế nào. Rồi bây giờ mình đọc qua nha. 사람들은 전자레인지로 데운 음식이 건강에 나쁘지 않을까 걱정한다. 이는 전자레인지에서 나오는 전자파가 음식에 안 좋은 영향을 준다는 생각 때문이다. 그러나 전자파는 음식 자체에 어떤 영향도 주지 않는다. 다만 사람이 직접 전자파를 받는 것이 몸에 나쁠 뿐이다. Có từ nào không hiểu không? Nội dung các bạn thấy xuất hiện nhiều từ mới không ạ? Nà bư chi ảnh nư cả cột cho hành tà. Thì cái ngữ pháp riêng ca cột cho hành tà nó có nghĩa là gì đây ạ? Lo rằng, sợ rằng, người ta lo lắng rằng, không biết có phải như thế nào đó. Iruka này là một sự phán đoán, không biết có phải là như thế nào đó không. Bây giờ mình phân tích đoạn văn cho các bạn hiểu nha. 사람들은 전자레인지로 데운 음식이 건강에 나쁘지 않을까 걱정한다. Thì ngữ pháp riêng có cột cho hành tạm có nghĩa là tôi lo rằng không biết có phải như thế nào đó không. Tôi lo rằng không biết có phải là, không biết là như thế nào đó. Và trên cha đen chỉ đây có nghĩa là gì đây? Riêng ca sức tà có nghĩa là hình như là, chắc là. Cái đó là lo lắng riêng ca bà, riêng ca ship hồ sơ. Cái đó là lo lắng là riêng ca ship ta, riêng ca ship ta. Nó cũng giống giống, nhưng mà trong câu này người ta dùng riêng ca cột cho hành ta, riêng ca ship ta. Nó cũng có ý nghĩa tương tự. Được chưa? Bây giờ mình tìm từ vựng trước nha. Chân cho đen chỉ đây là gì đây ạ? Là cái lòng sống. Ok. Theo tả đây có nghĩa là gì đây? Hâm, được hâm nóng ha, làm nóng, thức ăn được làm nóng, được hâm nóng. Còn ca nghe là bây giờ những các cuộc sống ta, người ta lo lắng không biết thức ăn mà được hâm nóng bằng lò vi sóng thì nó có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe hay không. Tí xíu nữa mình gọi lại cho bạn nhé, đơn giản. Rồi tiếp theo. 이는 전자레인지에서 나오는 전자파가 음식에 안 좋은 영향을 준다는 생각 때문이다. Thì bởi vì sao? Temunita, bởi vì người ta giải thích nè, bởi vì sao? Họ nghĩ rằng chân gia đình chỉ sao? Nào nên chân gia đình tí xíu nữa mình gọi lại cho bạn được không nhỉ?
Tí xíu nữa nó trên, tí xíu nữa trên gọi này. Chủ ngữ là nằm đâu đây? 이는 전자레인지에서 나오는 전자파가 네. 전자. 아, 전자파 đây là có nghĩa là sóng điện từ. Bây giờ các bạn xem cái phần từ vựng ở dưới trước đi rồi chúng ta sẽ phân tích ha. 전자레인지 bếp điện tử loại sóng. 물을 데우다. 물을 데우다 có nghĩa là gì? Hâm nóng nước. 밥을 데우다 đây là gì? Hâm nóng cơm. Chỗ này mình chặt lại nghe. Hâm nóng cơm. 전자파 là sóng điện từ. 뭐뭐에서 나오다 là phát ra từ cái gì đó. Rồi tiếp theo ngữ pháp e 영향을 주다. Đây là mình gây cái ảnh hưởng, gây ảnh hưởng đến cái việc đó. E danh từ e ảnh hưởng 영향을 주다. Đây có nghĩa là gì? Gây ảnh hưởng không tốt đến cái gì đó. Và thật xe là cái chính cái bản thân bản thân nó. Rồi bây giờ các bạn cùng phân tích với Trang đoạn văn trên nha. 이는 전자레인지에서 나오는 전자파가 음식에 안 좋은 영향을 준다는 생각 때문이다. Bởi vì sao? Người ta nghĩ rằng sóng điện từ phát ra từ đâu? Lò vi sóng sẽ ảnh hưởng không tốt đến thức ăn. Ông sẽ cái ảnh hưởng dần dần chúng ta đến là gây ảnh hưởng xấu đến hoặc là gây ảnh hưởng không tốt đến thức ăn. 그러나 전자파는 음식 자체에 어떠한 영향도 주지 않는다. Thế nhưng mà sóng điện từ thì nó không có gây ảnh hưởng gì đến thức ăn cả. Ông sẽ chặt chẽ không có ảnh hưởng gì đến thức ăn cả. Dần dần các bạn nhớ chỗ là dần dần có tâm hành dần dần tốt cho chiếc ảnh hưởng tạo không có gây ảnh hưởng gì đến. Tiếp theo, 다만 사람이 직접 전자파를 받는 것이 몸에 나쁠 뿐이다. 들을 뿐이다. Ở đây có nghĩa là chỉ là. Chỉ là 다만 thường đi chung với chỉ là nha. Chỉ 사람이 직접 전자파를 받는 것이 khi người ta trực tiếp nhận sóng điện từ thì nó mới gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Rồi. Với cái đoạn mà bản thân thực si muốn mê là thân cũng như là thì cái đoạn thực si đấy thì mình dịch như thế nào vậy ạ? À, nên có si đây là danh từ, nó có chức năng đứng sau động từ để chuyển động từ đó thành danh từ, nên cọt thành nên cọt. Cái việc mình có thể dịch nó là cái việc gì đó, nhận người ta nhận trực tiếp sóng điện từ làm ảnh hưởng xấu đến cơ thể, giống như là cái việc này nó gây ảnh hưởng đến cơ thể chỉ khi người ta trực tiếp nhận sóng điện từ. Nó có nhiều cách dịch. Ok, các bạn chọn nha. Bởi vậy khi trước khi mình giải cái dạng câu này, các bạn cần phải đọc qua nội dung câu hỏi, chuẩn bị trước từ vựng. Lần trước mình có kêu các bạn mà kêu các bạn làm đúng không? Mình có kêu các bạn đọc trước không? Rồi đọc lại một lần nữa nha, đọc lại một lần nữa. Bạn nào đọc cho Trang này, mời bạn Huyền đi. Rồi, ok, anh đọc đi. Đọc lại các bạn khác. Ngẫm nghĩ coi nội dung này nè. Ai đọc cho cô? Hiệp đi ha, Hiệp xung phong mà. Hiệp học xong rồi. 사람들은 전자레인지로 매운 음식이 건강에 나쁘지 않다 걱정한다. 이는 전자레인지에서 나오는 전자파가 음식에 안 좋은 영향을 준다는 생각 때문이다. Rồi tới bạn khác nha, tới bạn Huyền. 그러나 Huyền đọc tiếp đi em. Thầy có nghe không ta? 그러나 đó. 그러나 전자파는 음식 자체에 어떠한 영향도 주지 않는다. 사람이 직접 전자파를 맞는 것이 몸에 나쁜 일이다.
Rồi các bạn xem câu thứ nhất, nhờ loại trừ nha. Cho hát ha chí ảnh hưởng cho bộ nến hát khi nè bộ nến có xí chỗ thật. Nãy giờ mình có nói gì đến thông tin không chính xác gì không? Cho hát ha chí ảnh hưởng cho bộ nến hát khi nè bộ nến có xí chỗ thật. Câu này đúng hay sai? Có giống nội dung bên trên không? Sai. Chân gia đen chỉ rố theo ung sĩ ký bộ mấy nạp vinh có xính ảnh ta. Câu này đúng hay sai? Hình như đúng phải không? Đúng không? Thức ăn mà được hâm nóng bằng lò vi sóng thì nó không phải xấu, không phải không không phải gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Đúng không ạ? Đúng rồi, câu 2 là câu trả lời đúng nha. Tại sao hồi nãy người ta nói dòng dò y nến chân ta đến chỉ số não nên chân ta phải có ôm chỉ cái ảnh chuẩn dần nhất chúng ta nên sẽ gặp y gặp tay mình cả cứ đơn là chân ta phải nên ôm chỉ chặt chẽ ở tôn hành dẫn nhân tố chưa chỉ ảnh hình đặc đâu. Câu này nó không có gây ảnh hưởng gì đến thức ăn cả, sống nguyên tử không có gây ảnh hưởng gì đến thức ăn cả, không có ảnh hưởng thì có nghĩa là không có xấu, gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể, đúng không? Câu này đúng rồi nha. Và câu tiếp theo, thái đinh cọp cô ta con gà ngứa treo chung đô hà kế sinh nhật thay giá hành tạ. Nãy giờ người ta có nói gì phải suy nghĩ cái việc cái sức khỏe là quan trọng hơn những cái khác không? Không có so sánh gì hết, không có so sánh gì cho nên câu này sai. Mô mi ảnh chui tề nến chăn ông sĩ gửi theo mỗi phiêu khi tập. Khi mà cơ thể không khỏe nè thì cần phải ăn thì phải hâm nóng thức ăn bị nguội lạnh rồi mọi người rồi ăn, cần phải hâm nóng thức ăn nguội lạnh lại ăn. Thì cái chỗ này nãy giờ không có nói gì về việc hâm nóng thức ăn gì hết. Mô mi ăn chui tê. Ồ, cái chỗ này nó không có giống nha. Mơ mí ảnh chú hôi tè khi mà cơ thể mình không tốt nè thì cần phải hâm nóng thức ăn nguội lạnh lại ăn. Thì câu này nãy giờ mình không có nói cái phần này ha, không có cần thiết gì hết. Nên câu 4 cũng là sai luôn. Câu trả lời đó là câu 2. Để chọn được chính xác câu trả lời đúng thì quan trọng các bạn phải hiểu được nội dung nha. Bắt đầu từ câu 4B là các bạn phải hiểu được nội dung mới chọn được nha. Chứ không, chứ giờ bạn chọn đại nó cũng không có đúng đâu. Rồi tiếp theo. Câu 2. 사람들은 흔히 재미있는 이야기를 들을 때 웃는다고 생각한다. 하지만 실제로 웃긴 이야기나 재미있는 상황 때문에 오는 경우는 전체의 20%밖에 되지 않는다. 그보다는 대화를 나눌 때 대화 상대방에게 느끼는 좋은 감정 때문에 오는 경우가 훨씬 더 많다. 예, 그 말고 양해 흔히는 이래라 흔히 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 그다 재미있는 이야기를 들을 때 khi mà người ta nghe cái câu chuyện thú vị thì họ nghĩ rằng họ sẽ cười, ủa nên chân vui, ủa nên tào cố sẽ làm thật. Người ta nghĩ rằng họ sẽ cười khi họ nghe được cái câu chuyện thú vị. 하지만 실제로 웃긴 이야기나 재미있는 상황 때문에 오는 경우는 전체의 20%밖에 되지 않는다. Nhưng mà như thế nào này, trường hợp mà họ cười bởi vì cái tình huống vui nhộn nè, hoặc là cái câu chuyện buồn cười. Thật ra thì cái trường hợp mà họ cười vì tình huống thú vị hoặc là do câu chuyện buồn cười thì chỉ chiếm chưa được về chiếc ảnh đơn độc, chiếm chưa được 20% của tổng thể nha. Chấm chè chiếm là chưa được 20%. Cứ vô tình nên để hoa rơi nở luôn tè, khi mà
대화를 나눌 때 대화 상대방에게 느끼는 좋은 감정 때문에 우는 경우가 훨씬 더 많다. 이게 trường hợp mà người ta cười. 경우. Trường hợp mà người ta cười vì tình cảm tốt đẹp mà họ cảm nhận được từ đối phương. Khi mà họ nói chuyện với nhau. Cái trường hợp này nó sẽ chiếm, nó sẽ nhiều hơn là khi là cái phần ở trên ha. Cái câu này có nghĩa là gì đây? Không phải là nội dung câu chuyện câu trên cười, mà người ta cười bởi vì người ta cảm nhận được cái tình cảm tốt đẹp của đối phương, hoặc là khi mà mình tâm sự với hoa rất là người ta tâm sự. Cái câu này thì bên Trung Quốc cũng có xong. Ừ, đúng rồi, hồi xưa Trung Quốc có mà. Rồi, vậy các bạn sẽ chọn câu nào đây ha? 웃으면 대화의 분위기가 부드럽게 변한다. Nếu như cười thì cái bầu không khí trong cái cuộc nói chuyện đó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Câu này đúng hay sai? Sai, không có nói gì trở nên nhẹ nhàng hết. Câu số 2. 대화 상대방의 감정을 고려해서 웃어야 한다. Hoa sang đề bằng nghe cảm cho người khổ rồi sao ủa sao giá hành đặt nãy giờ người ta có kêu mình cười gì không? Như là phải quan tâm đến cái cảm tình cảm cảm xúc của đối phương mà cười. Không, cái này là không phải rồi ha. Câu này không giống ở trên trên. 나의 대한 상대방의 태도를 웃음으로 바꿀 수 있다. Câu này có nghĩa là gì đây? Có thể thay đổi thái độ đối phương về tôi bằng nụ cười. Sai. 웃음은 대화의 내용보다는 상대방과 더 관계가 있다. Nụ cười nó có quan hệ, có mối quan hệ với đối phương hơn so với nội dung của cuộc nói chuyện. Câu này là nó giống với nội dung cuối nha. Nụ cười nó có mối liên quan với đối phương nhiều hơn so với nội dung của câu chuyện. Ok, câu số 4 là câu trả lời. Rồi bây giờ câu số 3. 가난하다는 것은 원래 가진 것이 없다는 뜻이지만 다른 사람들보다 적게 가졌다는 뜻으로 쓰이기도 한다. 사람들은 가난할 때 보통 불행을 느낀다. 그런데 모두가 가난하다고 느낄 때보다는 자신이 다른 사람들에 비해 가진 것이 적고 보는 것이 적다고 느낄 때 더 많이 불행해 한다. đâu các bạn thử chọn câu thử xem, rồi tí nữa mình coi các bạn chọn đúng hay không. Câu mấy đây? Sang sang tay chọc cổ lỗ khả năng hạt thợ bộ đề ngữ được kính đắc rồi câu đó để coi biết đúng hay sai. Thì bây giờ chúng ta coi nội dung nha. Nội dung 가난하다는 것은 원래 가진 것이 없다는 뜻이지만 thì nghèo thì nó mang nghĩa là không có vật gì trong tay. Thả chim cọt là cái vật mà mình có ha. Thả chim cọt có, giữ, mang. Nghèo có nghĩa là không có gì trong tay. Nhưng mà ta đưa xa răm từ bồ tà cho cái cả chất tà nên cái sử dụng sư y kỳ tố thành tà. Và cũng có thể sử dụng với cái nghĩa là
mình có ít hơn hoặc mình sở hữu ít hơn cho kẻ, ít hơn so với người khác. Vậy là sợ mình sở hữu ít hơn người khác vậy là mình nghèo hả? Đâu phải. Nhưng mà đây nó lại nói là có nghĩa là nó cũng được sử dụng với cái nghĩa là mình sở hữu tài sản ít hơn so với người khác. 다른 사람들은 가난할 때 보통 불행을 느낀다. 느낀다. Có nghĩa là người ta khi mà nghèo á thì họ thường thấy bất an, bất hạnh. Không có bất an, bất hạnh nha. 그런데 모두가 가난하다고 느낄 때보다는 모두가 가난하다고 느낄 때보다는 자신이 다른 사람들에 비해 가진 것이 적고 버는 것이 적다고 느낄 때 더 많이 불행해한다. 불행하다. 불행해한다. 용정어 thứ 3. Động từ. Muốn chuyển tính từ sang động từ thì chúng ta sẽ cộng với gì đây? A. Ơ. Hata. Hata. Hata nha. Như giờ jotha là tính từ phải không? Jotha nó là động từ. Tương tự burenhata nó là tính từ thì cộng với a ơ hata thì nó trở thành burenhe hanta. Ở đây dịch đi giờ mình. Nhưng mà mô tu các khả chinh ta khả năng hata của nó kim tê bồ tà nên. Thế nhưng mà so với cái lúc mà họ thấy mình nghèo thì tất cả họ thấy mình bất hạnh nhiều hơn khi mà họ cảm nhận rằng cái mà họ sở hữu ít nè, cái mà họ sở hữu ít nè, hoặc là số tiền mà họ kiếm ít so với người khác. Họ nên gọi là gì đây? Cái gì? Cái số tiền mà họ kiếm nè. Còn thả chim cỏ xí chọc tà là gì đây ạ? Cái mà họ sở hữu ít đúng không? Thả chim cỏ xí chọc cô. Bố nâng cỏ xí chọc tà là cái số tiền mà họ kiếm được ít. Đây các bạn sẽ chọn con nào đây? Có mấy? Đây, mình xem có thứ nhất nha. Khả năng có phù đề ngân thực tiêu đang sân con thẳng ngay cá ốc tạ. Nghèo và bất hạnh nó không có mối liên quan gì đặc biệt cả. Sai. Nó không có giống nội dung bên trên. Câu số 2. Sân tê cho cô rố khả năng hay tế thơ phù đề ngươi nửa kinh tạ. Sân tê cho cô rố sân tê chọc ở đây là gì đây? Tương đối thì khi họ nghèo thì họ sẽ thấy bất hạnh hơn. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Câu cuối cùng nè các bạn thấy không? Được kinh tế. Ta đơn xa đâm từ đấy bị hè cả chinh có xí chọc ổ. Phố nên có xí chọc tà cố được kiếm tê thơ bù đen nhé. Không tạ. Câu 2 nữa ha. Câu 2 câu trả lời. Nó có nội dung giống như câu nội dung bên trên. Mô tu ga khả năng hạch tê bù đen ngươi được khi chí một thành tạ. Câu này sai. Bù đen hành xa đam tử đến thơ mã ni khả chi rờ cố nỗ lực thành tạ. Nãy giờ không có nói gì về việc nỗ lực cả. Ok. Tiếp theo. Câu thứ tư. Các bạn nào muốn đọc không? Mình mời bạn Tiến Đức nha. Đức Tiến đọc đi. Chu Yon Saran Tu Ri Mô Tu Tực Chi Chổ Nên Chổ Ưn Ban Chổ Ưn Ưn Chổ Đức Ban Ma Nư Hê Chu Tà Mion Yon Xin Ưn Chê Hê Rô Tu Chi một hạ cố yếu cư y chi phí chức tả nhân nhân hán chi ốc cà linh chú an bạc viện bạc hê quy chân qua chân ca hứa kỳ linh
그대로 전해주는 사람들은 가가이에 두고 환영한다. 자신을 향한 비판과 비판과 냉정한 nội dung này nó có xuất hiện nhiều từ mới. Ví dụ như cái từ, các bạn xem trang 191 các bạn sẽ thấy từ mới. 이를 그르치기 쉽다. 이를 그르치다. Đây có nghĩa là gì đây? Làm hỏng việc. Làm hỏng việc nha. Còn kia 쉽다 là dễ làm hỏng việc. 현명하다. Đây có nghĩa là thông minh hoặc là sáng suốt. 기업가 là gì đây? Nhà doanh nghiệp. 현명한 기업가 là nhà doanh nghiệp sáng suốt. Rồi, 조직 안팎의 의견. 과 평가. Đây là ý kiến là gì? Ý kiến. Còn 평가 là đánh giá trong ngoài tổ chức. 조직 ở đây là tổ chức. Rồi, tiếp theo có gì đây? 활용하다 là gì đây ạ? 활용하다. Tuyển dụng. Rồi. 스스로 돌아보다 đây là gì đây? 스스로를 돌아보다, nhìn lại bản thân mình. 돌아보다 mình quay đầu lại, đúng không? Quay lại nhìn lại bản thân mình. Tự nhìn lại. Rồi bây giờ chúng ta xem. 주변 사람들이 모두 듣기 좋은 말만을 해 준다면, nếu như mà những người xung quanh, tất cả những người xung quanh mình chỉ nói những cái lời tốt đẹp cho, chỉ cho chúng ta nghe những cái lời nói tốt đẹp, thì 현실을 제대로 보지 못하고 이를 그르치기 쉽다, thì mình rất là khó, rất là dễ làm hỏng cái việc mình, và không thể nhìn lại đúng cái thực tế. Hơn xin là thực tế ha. Ok, tiếp theo. 현명한 기업가, 기업가는 조직 안팎의 의견과 평가를 있는 그대로. 있는 그대로 là gì đây? Có sao thì là như vậy. 있는 그대로 전하다. Nó có nghĩa là truyền lại, truyền tải lại, hoặc mình chuyển lại. Chuyển lời lại, có sao thì mình chuyển lại y như vậy. Có sao thì mình cứ nói là y vậy, chứ không có thêm bớt gì hết. Thì đó là 있는 그대로 전하다. Thì câu này có nghĩa là gì đây? Nhà doanh nghiệp sáng suốt thì họ sẽ 활용하다, tuyển dụng. Và 가까이에 두다 là gì đây ạ? Đặt bên mình, đặt bên cạnh của mình ha. 가까이 là gần cạnh nè, 두다 là đặt, đặt cái vật gì đó. Những nhà doanh nghiệp sáng suốt thì họ sẽ đặt họ sẽ tuyển dụng và để bên mình những người có sao thì nói lại y như vậy, những cái lời đánh giá hoặc là nhận xét trong ngoài tổ chức. Được chưa? Nhà doanh nghiệp sáng suốt thì họ sẽ sử dụng và đặt bên, người ta sẽ tuyển dụng và đặt bên cạnh mình những người làm việc biết truyền tải lại hoặc là thông báo lại đầy đủ những cái đánh giá và ý kiến trong ngoài tổ chức. Rồi tiếp theo. 자신을 향한 비판과 냉정한 평가를 통해. Ngữ pháp 을을 통해 là gì đây? Thông qua, đúng không ạ? Thì 스스로를 돌아보기 위해서이다. Bởi vì sao? Bởi vì thông qua những cái lời đánh giá nè, 평가, 냉정한 평가 ở đây là những cái lời đánh giá lạnh lùng và những cái lời chỉ trích, 비판 là chỉ trích hướng về bản thân của mình.
thông qua những cái lời đó thì mình có thể tự nhìn lại bản thân của mình. Rồi bây giờ các bạn chọn nha. 기업가는 자신을 냉정하게 판단할 수 있다. Câu này có giống nội dung bên trên không? 기업가 là nhà tuyển dụng, nhà doanh nghiệp. Họ có thể đánh giá lạnh lùng bản thân mình, đánh giá bản thân mình một cách lạnh lùng. Sai, không có đúng ha, không có giống. 기업가는 조직 내 사람들을 잘 활용한다. 조직 내 là bên trong tổ chức. Còn nãy mình nói gì đây? Anh phát là trong và ngoài. Người ta sẽ tuyển dụng tốt những người có trong ngoài tổ chức. Câu này không có dụng. Câu 3. 기업가는 사람들을 평가하는 눈이 정확하다. Nhà doanh nghiệp người ta có con mắt đánh giá mọi người rất là chính xác. Có không? Nãy giờ không có nói gì đánh giá về những người làm hết nha. Sai. 기업가는 사실대로 말해주는 사람을 곁에 둔다. Các bạn thấy câu này giống câu nào đây? 기업가는 nhà doanh nghiệp thì người ta sẽ đặt bên cạnh mình những người có những người nói lại đúng sự thật. 사실대로. 사실대로 với lại 있는 그대로. 말해주는 사람을 곁에 둔다. 곁에 với lại 가까이에 둔다 nó giống nhau nha. Bên cạnh. Thì câu 4 là câu trả lời đúng. Các bạn thấy nội dung nó tương tự không? Nó khác, nó dùng câu khác. Khác nó cùng nghĩa nhưng mà dùng cái cách diễn đạt khác ha. Rồi, chúng ta qua câu tiếp theo, câu 5. Câu 5 mình mời bạn nào đây? Mời bạn Đoàn Lê. Lê ha. 나는 기업 앞에서 다른 아이들과 일어나는 아이들은 집에서 결정하는 아이들보다 단체의 권리가 권리기 같다. 하지만 이런 아이들은 집을 만들면 아이들보다 오히려 더 건강하고 mong sợ cái 질병을 이겨낼 수 있는 힘이 생기기 때문이다. Bây giờ mình tìm hiểu từ vựng trước đi rồi hãy chọn. Tại vì nó xuất hiện nhiều từ vựng nè. Tia nụ tà. Tia nụ tà. Từ nguyên thể của nó là tia nụ tà. Có nghĩa là gì? Chạy đùa. Nụ tà là chơi đùa này. Chạy đùa, vui đùa, tung tăng vui đùa. Rồi. Từ tiếp theo đó là cảm gì ế khởi tà. Cảm gì ế khởi tà. Bị cảm. Cảm gì ế khởi lì kí xíp tà. Là dễ bị cảm. Rồi tiếp theo có cái từ này các bạn coi. Charal khả năng so nghĩ nộp tà. Charal charata là gì? Charata là phát triển lớn lớn. Thì khả năng so là cái khả năng có khả năng cao. Khả năng mà phát triển một cách khỏe mạnh hơn rất là cao. Tiếp theo, 질병을 이겨내다. 질병을 이겨내다. Vượt qua được những cái loại bệnh, thắng vượt qua được căn bệnh trong cơ thể. Mồm sọc ê. Bây giờ mình tìm hiểu nội dung nha. 밖에서 다른 아이들과 뛰어노는 아이들은 집에서 혼자 노는 아이들보다 감기에 걸리기 걸리기가 쉽다. Chủ ngữ các bạn xem ở mình ta đưa. Những đứa trẻ mà tung tăng vui đùa với những đứa trẻ khác bên ngoài thì nó dễ bị cảm so với những đứa trẻ mà chơi một mình ở trong nhà. 하지만 이런 아이들은 집에만 있는 아이들보다
오히려 더 건강하게 자랄 가능성이 높다고 한다. Thế nhưng mà những đứa trẻ như thế này, iron aider là những đứa trẻ nào vậy? Đứa trẻ mà chạy ngoài chơi đùa ngoài đúng không? Ấy, những đứa trẻ này mà iron aider có nghĩa là những đứa trẻ mà chơi ngoài nha. Thế nhưng mà iron aider, thế nhưng mà những đứa trẻ này á thì nó lại có khả năng phát triển mạnh khỏe hơn so với những đứa trẻ chơi trong nhà. Chip e man in an ai từ bồ tát so với những đứa trẻ mà chơi trong nhà thì những trẻ này á nó có khả năng và lớn mạnh lớn có khả năng phát triển một cách khỏe mạnh hơn so với những đứa trẻ trong nhà. Ta kê so ta đương ai từ quá sen hai hai đương khóa tròn này so trong cái quá trình mà sinh hoạt với những đứa trẻ khác ở bên ngoài thì ai từ đấy mồm sọ kế 질병을 이겨낼 수 있는 힘이 생기기 때문이다. Bởi vì trong cái quá trình mà sinh hoạt với những đứa trẻ bên ngoài thì nó có phát ra cái sức có thể mà vượt qua được các loại bệnh trong cơ thể của bọn trẻ. Sức đề kháng. Rồi, bây giờ các bạn chọn nha. 밖에서 놀면 감기를 쉽게 이길 수 있다. 뭐야? Hơi đúng à? 밖에서 놀면 nếu mà chơi bên ngoài thì có thể thắng được dễ dàng căn bệnh cảm. Sao chơi ngoài mà có thể thắng được căn bệnh cảm? Câu này là sai ha, nó dễ bị các bạn có chừng lẫn lộn. Câu này sai. Tại sao? Bác kia sơn nồng nếu mà chơi bên ngoài thì có thể y ghiêu suy tà là có thể thắng được dễ dàng căn bệnh cảm. Đâu có. Nãy là nó dễ bị cảm mà chơi ngoài thì dễ bị cảm chứ bộ. Ai từ đến câu hai ai từ đến cái cứ thanh thanh chân ngày sau khi nên có sự chụp thật. Nãy giờ mình có nói gì đến môi trường sông sông thạch không? Không, không có nói gì đến cái môi trường trong sạch cả. 밖에서 여럿이 놀다 보면 병을 이겨낼 힘이 생긴다. 여럿이 là vài đứa trẻ nha. 여럿이 놀다 chơi nhiều người. 여럿이 nếu mà chơi đùa ở bên ngoài thì có mình sẽ có phát ra được cái sức vượt qua được căn bệnh. Yoroshi đây là nhiều người, nhiều số nhiều nha, nhiều người. Yoroshi nói tiếp. Câu này các bạn thấy sao? Các bạn thấy được không? Câu này phải không? Rồi, các bạn đọc theo câu 4 rồi. Chip A, chip A này sau hôn gia sinh hoạt hai nên ai nên còn cần nghe thủ thủ vui hay giá hành động. Những đứa trẻ mà sống sinh hoạt một mình ở trong nhà thì phải giữ gìn sức khỏe hơn. Câu này không đúng ha. Vậy câu 3 là câu trả lời. 밖에서 여럿이 놀다 보면 nhiều người chơi đùa bên ngoài thì có thêm cái sức có thể vượt qua được căn bệnh. Câu bệnh của bà là câu đúng rồi ha. Rồi câu số 6. Cung nghiệp qua hát qua này sao? Chủ tướng hát cho ô giúp hàng nhờ nơi để sang ngửa đồ. Để hát kèm, để hòa, để hòa, để hành đạo. 이 대회는 여러 가지 게임으로 수학 실력을 겨루는 대회이다. 참가 신청은 오는 10일까지이며 신청할 때 부사 추천서를 함께 내야 한다. 1차 대회는
각자 온라인으로 참가하며 2차 대회는 국립과학관에 모여 진행한다. 1차와 2차 성적을 모두 합해 가장 우수한 참가자 3명에게 상을 컴퓨터를 준다. trong câu này các bạn thấy có nhiều từ mới không? Bây giờ chúng ta tìm từ mới trước đi ha. Khuôn nghiệp qua hắc cần là Viện Bảo tàng Khoa học Quốc gia. Viện Bảo tàng Khoa học Quốc gia. Chô tương hắc chô là trường gì đây? Trường tiểu học. Chô tương hắc chô. Rồi tiếp theo, tê sang là ai? Đối tượng. Suat kem tê hê là cuộc thi toán học nha. Kê chê hành tạ. Kê chê hành tạ là tổ chức. Tổ chức. Suat xin là cứ chờ ru tạ. Đây là bỏ sức. Thi môn toán là suat xin là năng lực toán học. Chờ ru có nhiều đỏ sức. Hoặc là thi năng lực toán học. Trong ca xin chồng đăng ký tham gia. Trong ca xin chân là đăng ký tham gia nè. Chu chân so là gì đây? Chu chân so rứ nè ta là mình nộp đơn. Chu chân so rứ nè ta là nộp đơn. Nộp đơn giới thiệu của chu xà là giáo viên. Nộp đơn giới thiệu của giáo viên. Tiếp theo. Từ xin nên hà ta là gì nè? Moyo chinen hata là mình tập trung ở đâu đó để và tiến hành nè, tập trung ở đâu đó và tiến hành. Tiếp theo có từ hấp hata. Hấp hata là gì đây? Tổng kết. Hấp hata tổng lại. Usuhan chamgaja là gì đây? Usuhan chamgaja là thí sinh xuất sắc. Usu hata là xuất sắc nè. Usuhan chamgaja là thí sinh xuất sắc hoặc là người tham gia xuất sắc nhất. Sangro computer chunda là tặng gì đây? Tặng quà máy tính. Rồi bây giờ mình phân tích lại nha. Khung nghiệp qua hát qua nè so. Chú tơ hát vô ủ hát ủ giúp hăng nhòn nới thế sang người đô. Su hát kem tê hề rứt thề chê hành tạo. Ở Viện Bảo tàng Khoa học Quốc gia có tổ chức cuộc thi toán học với đối tượng là học sinh tiểu học lớp 5, lớp 6. Ytehe는 thì cuộc thi này 여러 가지 게임으로 수학 실력을 겨루는 대회이다. Thì cuộc thi này nó là cuộc thi đỏ sức môn toán học qua nhiều trò chơi. 여러 가지 게임으로 qua nhiều trò chơi. 참가 신청은 참가 신청 là gì đây? Như là đăng ký tham gia, hạn đăng ký tham gia. 참가 신청은 오는 10일까지 như là đến ngày 10 sắp đến này nha. 오는 오다 nên là hiện tại. 10일까지 thời hạn đăng ký tham gia là đến ngày 10 sắp đến nè. 10 đang đến. Đang là ngày 10 đang đến. Xin chân hai tê khi mà đăng ký thì phải nộp cùng với tờ giấy giới thiệu của giáo viên. Chô sa chú chân sò là giấy giới thiệu của giáo viên. Rồi tiếp theo. Il cha tê hề nến khắc cha online in ưu rô chăm ca hà mèo. Vậy thì đợt thi lần thứ nhất nè, cuộc thi lần thứ nhất thì các bạn thấy là gì? Tham gia qua mỗi người tham gia qua mạng online. Cuộc thi lần thứ nhất thì mỗi người sẽ tham gia online. Rồi, y cha te hề nến cung nghiệp qua hát ca nế mùa dồ chính nên hành tập. Và cuộc thi lần thứ hai thì sẽ tiến hành tập trung. Tập trung tại Bảo tàng Khoa học Quốc gia. Rồi, yêu cha quá, yêu cha xong trò cưới mũ thu hấp hẹ. Như là tổng kết lại tổng, sau khi mà tổng kết lại cái điểm số của đợt 1 và đợt 2, kết quả đi, tổng kết lại kết quả của đợt 1 và đợt 2 thì họ thì
tổng kết xong số kết quả của đợt 1 và đợt 2 thì sẽ trao phần thưởng là máy vi tính cho ai đây? Cho 3 thí sinh xuất sắc nhất. Kachan, Usuhan, Chankacha là 3 thí sinh xuất sắc nhất. Rồi giờ chúng ta chọn câu nha. Thứ nhất, 대회 참가하려면 선생님 추천서가 필요하다. 유무 참가 고피 đại hội này, nếu muốn tham gia cái đại hội này thì cần có giấy giới thiệu của giáo viên. Mà sao ạ? Chỗ xin cho hành kế cô sao chú trần sơ rất nè giá hành đạt. Đúng rồi, câu số 1 là câu trả lời. Y cha wa y cha te hai mô tu online rô chí nè tình đạt. Các bạn thấy sai không? Một đợt hai tất cả thì tiến hành qua mạng online. Sai. Ồ, đợt 1 là qua online, đợt 2 là mình tập trung tại bảo tàng khoa học quốc gia. Rồi câu 2, computer gamer 잘하는 학생에게 상을 준다. Thấy không? Phải tặng quà cho học sinh giỏi trò chơi game máy tính không? Cái này không phải mà là tặng máy tính cho học sinh nha. 초등학생이면 누구나 대회에 참가할 수 있다. 누구나 tất cả. Chỉ là cấp 3 và cấp 5 và lớp 6 thôi ha. Phải rồi. Ok. Vậy thì như thế này. Cái phần câu dạng 4B thì mình sẽ giải tới đây. Bây giờ mình qua cái phần sư ghi ha. Mình tạm thời dừng dạng câu 4 ở đây đi ha. Bây giờ chúng ta